Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp nhằm phổ biến về Nghị định 135/2024 NĐ-CP, quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nghị định gồm 4 chương, 26 điều, đề cập tới những vấn đề cụ thể như tổ chức cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực và không giới hạn công suất lắp đặt đối với một số trường hợp, được rút gọn các thủ tục hành chính và được hưởng chính sách ưu đãi về thuế. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thanh toán cho tổ chức cá nhân phần sản lượng điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia, nhưng không quá 20% công suất lắp đặt thực tế, vân vân. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh, đây là nghị định nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, lãnh đạo Bộ Công Thương thời gian qua liên tiếp có những buổi làm việc với các đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp liên quan và có những chỉ đạo điều hành sát sao, qua đó đã hoàn thiện và đã được Chính phủ thông qua. Bộ Công Thương kỳ vọng Nghị định 135/2024 NĐ-CP sẽ sớm đi vào cuộc sống để người dân, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, cơ quan quản lý có liên quan nắm rõ nội dung, những điểm mấu chốt của nghị định, từ đó chủ động xây dựng các kế hoạch đầu tư, phát triển điện mặt trời, mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Triển khai nghiêm túc nghị định sẽ giúp Việt Nam huy động được thêm các nguồn lực xã hội, các nguồn đầu tư nước ngoài tham gia vào việc phát triển, đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia.